Mọi người nhìn ruột của các bạn hiêu này, ruột của các bạn hiêu nó mỏng như giấy thế này này. Thì thử hỏi mọi người cho ăn những cái loại này. Đây này này, mọi người nhìn thấy nhá, nó mỏng như tờ giấy luôn nhá, gần như không có cái gì đâu này. Mỏng như là dạ dày thỏ. Đúng rồi, nó quá mỏng luôn.